bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 2 tháng 11, thứ năm tuần 30 thường niên. Không lẽ một vị tiên tri phải giết chết ngoài thành Jerusalem? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Herodê toan giết thầy." Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Jerusalem. Ôi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng ta bảo cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn xem thấy ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chết tại nơi thi hành sứ vụ. Không lẽ một tiên tri phải bị giết chết ngoài thành Jerusalem? Thành thánh Jerusalem là nơi Thiên Chúa Chí Thánh cư ngụ, đã bị con người biến thành chỗ chợ búa. Lòng người là đền thờ Thiên Chúa ngự trị, đã biến thành những bãi rác nhấp nhơ. Tin mừng cho biết Chúa Giêsu thương khóc cho thành Jerusalem, đồng nghĩa với việc người thương khóc cho chính mỗi chúng ta, vì chúng ta không để cho Thiên Chúa cư ngụ trong lòng, lại để cho danh lợi dục trần gian chật kín cả cõi lòng mình. Vì xót thương dân thành Jerusalem, Chúa Giêsu cương quyết lên đường đi Jerusalem để được chết tại đó, và để sau ba ngày sẽ sống lại cũng tại đó, cho dân thành Jerusalem nhận ra lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúa xuống trần gian, chết tại trần gian, sống lại tại trần gian, để người trần gian nhận ra và tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà được cứu rỗi. Cũng vậy, Chúa muốn các linh mục chết dưới chân bàn thờ, chết đi một đời tài hoa, đáng tự hào kiêu hãnh, chết đi một tuổi thanh xuân, chết đi tất cả những ước mơ phàm tục, để xứng đáng là lễ dâng tạ ơn và cứu độ. Chúa muốn các linh mục chết nơi tòa giải tội, để cả người ban bí tích và người lãnh nhận bí tích đều được sống lại tại chỗ. Thi hành sứ vụ ở nơi nào, chết ở nơi đó, để sống lại cũng ở nơi đó, và sống lại trong lòng mọi người. Cũng vậy, Chúa muốn người làm cha mẹ, vì yêu thương con cái mình, cũng hãy chết đi từng giờ, từng phút trong chính ngôi nhà của mình. Chết ý riêng, chết sức khỏe, chết những tật xấu, chết gương tối để làm gương sáng, và cuối cùng tàn tạ một đời vì yêu rồi chết thật. Tình thương ấy sẽ sống lại trong lòng các con từng giờ, từng phút và trong suốt cuộc đời của các con. Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết khóc thương nhau vì tính hư nết xấu, vì tội lỗi, và biết hy sinh giúp nhau sống lại. Amen. Tháng 11, quả những nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi những người thân yêu nhất của mỗi gia đình. Những ngày chung sống trong trần gian là những ngày áp đầy yêu thương trong gia đình, trong họ tộc, trong thôn xóm, trong cộng đoàn. Những ngày ấy này còn đâu, có chăng còn lại dấu ấn của một mối tình người trong mối tình Thiên Chúa.
Người đã ra đi rồi, giờ lặng im không nói. Nhưng ngôn ngữ tình yêu, âm thanh trìu mến nào vẫn cứ hãy còn đây, còn trong lòng người ở lại. Ngôn ngữ và âm thanh của một sự dâng hiến cao vời. Nhưng ai không lầm lỗi chú ơi, nếu chú chấp tội nào ai được rỗi. Chúng còn cậy vì danh chú nhân từ, xin chúa thương thứ tha. Amen. Ngài người thân yêu nhất của con, một đời hy sinh xác thân hao mòn, hiến trọn tuổi xuân thâm thiết tình xuân, giờ này vắng im nụ cười câu nói. Chúa hỡi xin xót thương người đã có phút sống ân thánh bơi trời, đã có phút chết bao ước mơ đời, một lòng yêu Chúa yêu người mà thôi. Nhưng ai không lầm lỗi Chúa ơi, ai không vương vấn tội hư đời. Nếu Chúa chấp tội nào ai được rồi, xin Ngài mở lượng từ bi thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin Chúa thương thứ tha. Dâng Ngài người thân yêu nhất của con, một đời hy sinh xác thân hao mòn, hiến trọn tuổi xuân thắm thiết tình xuân, giờ này vắng im nụ cười câu nói. Chúa hỡi xin xót thương người, đã có phút sống ân thánh bơi trời, đã có phút chết bao ước mơ đời, một lòng yêu Chúa yêu người mà thôi. Nhưng đi trong cuộc sống thế gian, ai đâu nên thánh nên thiên toàn, chợt ngất lỗi lầm sầu thương ai oan. Xin Ngài mở lượng từ bi thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin Chúa thương thứ tha. Thank you.
dâng Ngài người thân yêu nhất của con. Một đời hy sinh xác thân hao mòn, hiến trọn tuổi xuân thắm thiết tình son. Giờ này vắng im nụ cười câu nói, Chúa hỡi xin xót thương người đã có phút sống ân thánh bơi trời, đã có phút chết bao ước mơ đời. Một lòng yêu Chúa yêu người mà thôi. Con luôn trông cậy Chúa, Chúa ơi, vì Ngài cứu rỗi ai lỗi tội. Chúa xót thương người thành tâm sám hối, xin Ngài mở lượng từ bi thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin Chúa thương thứ tha. Chúa hỡi xin thương thứ tha. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin Chúa thương.